chả như vậy. Thậm chí là mình làm màu màu của mình các kiểu như nào, sau đó nó làm cái màu cũng giống như thế. Tức là nó theo rất sát mình luôn. Thì nếu nó theo rất sát mình như thế thì mình ứng biến như thế nào, lại nghĩ ra cách mới à hay là Gọi là thiên thiên biến vạn hóa. Nó có cái gì đấy mình lại phải ngồi mình nghĩ cái mưu để mình vặt nó. Nó hôm nay nó vặt được mình miếng, mai mình vặt nó miếng. Cứ thế thôi, không thể khác được. Vì đấy là cuộc chiến. cái này là chỗ mà nhương nhá, mà không những nhương ở Campuchia mà các nước khác là phải phải rất là học anh Vượng đấy. Tức là thực ra cuộc sống nó ứng biến từng ngày, thế cho nên là khi mà họ thì thay đổi, mình cũng lại phải có chiêu để vặt lại họ ấy. Mình thì hiện nay nhiều nước là cũng đang chậm các cái chiêu, vì tên này gần đây là hơi chậm trong các cái chiêu, mà nếu mà như cái cứ tình hình chậm này nó khó cạnh tranh phết đấy. Ừ. Việt hôm nay có đem nhà Việt đầu tư nước ngoài đang hay đi rồi à kia, thì đấy mình thì đang có một cái lời mời đầu tư vào vào Ukraine về viễn thông, mà nếu mà vào 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 Ukraine thì phải bỏ ra ít nhất ấy, là khoảng 1 tỷ đô, với gọi là ít nhất đấy. Thì em có muốn hỏi gì về thị trường U không, là vì anh Vượng thì là rất là cũng lâu bỏ đi, tức là cũng về lâu rồi, nhưng mà chắc là sẽ rất là hiểu. Anh, thực ra em có hai câu hỏi cho anh. Câu hỏi thứ nhất là định nói về cái chuyện là Vin thì rất là lớn và em thấy là làm rất là chuyên chuyên nghiệp và đẹp các thứ ấy, nhưng mà không hiểu là các anh có một cái chiến lược giống Viettel là đầu tư ra nước ngoài không. Đấy thì em nghĩ là như các anh đủ tầm để đầu tư ra nước ngoài vì các anh làm rất đẹp, với em đi em thấy là các cái sản phẩm của các anh không khác gì. Đấy, thế thì có cái chiến lược đầu tư ra nước ngoài các anh có không? Đấy là câu hỏi đấy. Thực ra lúc nãy anh Nhương cũng đã hỏi anh rồi, nhưng câu hỏi gián tiếp nó chỉ một phần của Campuchia thôi, nhưng em hỏi câu hỏi này nói chung là chiến lược chung. Thế câu hỏi thứ hai là như anh Hùng tổng giám đốc có nói ấy, là bọn em cũng đang cân nhắc cái cơ hội để vào Ukraine để làm viễn thông. Đấy, thì có những cái thị trường Ukraine thì anh là người, chắc anh là người hiểu rất là rõ vì anh ở đấy, anh cũng là thành công và xây dựng sự nghiệp của anh đấy. Em mà có thời gian em sang đấy đợt đấy ở cũng khoảng vài tuần. À, những người Ukraine mà em nói chuyện ấy, họ cũng đều biết đến anh, họ phải nhắc đến anh Vượng, rồi nhắc đến cái cơ sở sản xuất mì của anh. Và nữa, anh một hiện tượng, nếu mà người dân của Ukraine, người địa phương ấy, local ấy, là họ họ biết rõ lắm đấy. Họ bảo họ cũng rất là tôn trọng cái sự thành công của anh ở đấy. Thế thì tuy nhiên thì Ukraine gần đây ấy nó có những cái biến động về mặt xã hội, về mặt chính trị, về mặt kinh tế. Đấy thì bọn em cũng đang có những cái cân nhắc và những cái lo lắng. Thì theo như kinh nghiệm của anh là một người đã từng làm ăn và trưởng thành phát triển của anh ở tại Ukraine một thời gian lâu như thế, thì theo anh thì về về lâu dài thì liệu rằng là Viettel Ukraine, thì theo anh, quan điểm của anh đấy, thì kinh nghiệm của anh thấy là anh có lời khuyên gì cho Viettel trong cái chuyện vào thị trường này? Xin cảm ơn. À, cảm ơn. Trước hết phải nói là cái chiến lược đầu tư nước ngoài ấy, thì Vingroup cũng có cái chiến lược đầu tư nước ngoài. Chúng tôi đang quy hoạch khoảng độ 9 nước để mình tập trung mình phát triển cái hệ thống khách sạn Vinpearl. Quan điểm của tôi là nếu cách đây khoảng 5 70 năm, những Sofitel, Sheraton này kia, người ta cũng bắt đầu từ con số 0, và đến bây giờ người ta có một cái thương hiệu quốc tế, thì tại sao chúng ta không làm? Đấy. Thì chúng tôi cũng muốn là Vinpearl sau này nó cũng phải như thế. Thì thôi thì thắt lưng buộc bụng, bỏ ống mỗi nơi cái khoảng độ 100 triệu gì đó. Thế thì mình sẽ cắm được cái cờ Việt Nam là đầu tiên, và sau đấy về lâu dài ấy, là mình sẽ xây dựng được cái hệ thống khách sạn với một cái thương hiệu không phải là nội địa nữa mà là thương hiệu quốc tế đẳng cấp. Đấy, thì đang đang gọi là cố gắng thắt lưng buộc bụng để mà đầu tư nghĩ tới đấy. Hiện nay ví dụ như là Mỹ này, Úc này, Canada, Singapore chẳng hạn, như vậy mấy nước châu Âu thì đang là những địa bàn mà quyết liệt tìm kiếm. Mỹ có thể làm vài cái. Đấy, cho nên là tôi cũng hy vọng là sẽ dần dần có điều kiện để mình thúc đẩy được cái câu chuyện đó. Đấy, câu chuyện đầu tiên phải nói là câu chuyện làm về thương hiệu để mà nó khuếch trương cái thanh thế của doanh nghiệp Việt Nam. Đấy, vì cái thương hiệu Việt cái đã. Thế còn cái câu chuyện kiếm ăn thì đương nhiên ở đấy sẽ rất là hẻo. Ví dụ như là một cái phòng khách sạn ở Singapore thì nó, nếu như mua bán bây giờ nó sẽ khoảng được 1 triệu đô. Trong khi Việt Nam bây giờ chỉ khoảng, nếu như Vingroup đầu tư thì khoảng 100 nghìn. Còn chỗ nào lãng phí thì 200 nghìn. Tức là và cái IR của nó thì đâu đấy chỉ khoảng 4-5%.
Nhưng ví dụ như mình mà 4-5% ấy thì mình còn lỗ luôn, không đủ trả lãi ngân hàng. Nhưng thì lúc đấy mình phải trích từ cái tài sản của mình ra để mình đầu tư thôi, thì lúc đấy nó mới gọi là cân đối được. Cho nên là sẽ đầu tư, chắc chắn là sẽ đầu tư. Và cái hướng ấy là thúc đẩy mạnh cái hệ thống khách sạn. Mình chả kém như họ cả. Tiêu chuẩn dịch vụ, rồi thậm chí TA. Vừa rồi Vingroup có 700 TA chẳng hạn. Tức là những cái đại lý bán về du lịch thì tôi đang yêu cầu là chỉ giảm xuống còn khoảng 150 thôi. Đến một cái đẳng nào đó thì mình mới làm. Chúng tôi là người bán buôn, tôi không bán lẻ. Đấy, tức là nhà sản xuất thì bao giờ cũng là người bán buôn chứ không mà đi bán lẻ cả. Cái đấy là cái theo tôi nó là cái gọi là nguyên tắc số 1. Cho nên ấy, bước 1 là giảm từ 700 về 150 và tiến tới chỉ khoảng độ 40 thôi. 40 đại lý mới được phép làm việc với mình thôi. Vì nếu không ấy thì nó phi lý, giống như kiểu Vinhome chúng tôi không bán hàng trực tiếp. Mình bán toàn bộ qua đại lý. Và ví dụ như riêng ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ thì có khoảng độ 20.000 nhân viên của các đại lý đang đi bán hàng cho Vinhome. Đấy là ông đại lý đấy, ông mua của mình hay là ông ăn hoa hồng thôi? Ăn hoa hồng thôi. Mình đưa hàng cho họ, họ bán cho họ xong ăn hoa hồng thôi. Đấy. Chứ nếu mình mà như ngày xưa ban đầu khi mình còn nhỏ thì mình phải tự bán. Thì ví dụ như là Vinhome cũng có 200 quân sale chẳng hạn như vậy. Nhưng nếu hình dung nếu bán 200 quân sale, làm sao chúng ta bán một năm được cả 10.000 căn hộ? Thế thì quân sale của mình nó chết luôn. Đấy, thì mình phải làm đúng cái việc của mình thôi. Tôi là nhà sản xuất hoặc là tôi là cái người đầu tư thì tôi chỉ bán đến ông đại lý thôi, tôi không bán lẻ. Đấy nó là nguyên lý. Vì thế cho nên là tôi mới thúc đẩy được cái sự đầu tư phát triển. Đấy. Kể cả đến như ngày xưa khi mà Vingroup có cả một cái xưởng thiết kế có khoảng độ hơn 200 kiến trúc sư, bởi mình là bất động sản thì như vẻ có vẻ như là thiết kế nó phải là cái việc sát sườn với mình. Vingroup hồi đấy tôi lập ra cả một cái xưởng thiết kế khoảng 200 kiến trúc sư, cũng có nhiều người rất giỏi ấy. Nhưng mà sau khoảng độ nửa năm thì mình giải tán. Nhưng nó không đúng. Mình phải outsource cái việc đấy ra ngoài. Nó có hàng trăm, hàng nghìn các cái công ty thiết kế lớn có bé quá, trong nước, ngoài nước đều có cả. Mình làm cái việc đấy thì không biết là như nào. Nhưng ví dụ tôi mỗi một ngày tôi mất một buổi ngồi duyệt thiết kế, gần như mình thành cái trưởng xưởng đấy. Sửa lỗi cho chúng nó thôi mình cũng chết. Mình không sửa thì cũng chết. Đấy, thế thôi thì sau này có gì đâu, đằng nào thì tính ra ấy, mà cũng chung cuộc tính ra mình lãi. Bởi vì là nó vẽ ra xong, mình mà không kiểm soát được sai, đúc ra công trường là phải đập vào công trường. Sau bao nhiêu lần mình đã nói câu chuyện là các anh ngồi đây các anh vẽ, nhưng một cái nét vẽ sai của các anh ấy, thì cái thằng ở công trường nó đập cả tháng trời. Cho nên là mới có câu chuyện là ai mà vẽ sai đầy trong công trường đi làm tháng. Nắng bụi xong về nó hiểu ngay là không thể mà ngồi để ất ơ được. Ông cứ ngồi để công phá linh tinh vẽ vớ bẩn, xong rồi dưới đập chết thôi. Đấy. Nên sau này ấy, mình thành lập ra một đội gọi là đội kiểm soát thiết kế thôi. Giờ nó chỉ còn khoảng 20 người. Tức là các nhà thầu vẽ xong mang bản vẽ để tôi kiểm soát. À, tức là kiểm soát đây này vẫn là kiểm, sau khi outsource rồi thì vẫn có một đội kiểm soát. Mình vẫn phải kiểm soát chất lượng. Đấy. Coi như lan man tí thôi, quay trở lại câu chuyện là đầu tư thì đầu tư rồi. Câu chuyện thứ hai là Ukraine thì nếu mà nói gọi là thực lòng ấy, thì tôi nghĩ là ta không nên đầu tư vào Ukraine. Nó vì mấy cái điểm. Thứ nhất ấy là bây giờ họ đang dây vào một cái trạng thái mà không biết bao giờ mới rút ra được. Trừ khi là bây giờ họ ngả theo Nga. Chứ còn nếu mà vẫn cứ ngả theo EU thì họ không thể ấy được. Thằng Nga không bao giờ để cho họ yên. Đấy. Nhưng nếu như mà ngả hẳn sang Nga thì chắc lại phải đợi đến đời khác. Ví dụ thế. Tóm lại là cái tình trạng Ukraine bây giờ là rất phức tạp. Cái thứ hai nữa là bởi vì nó gần Nga, nó nói tiếng Nga, đâm ra các cái doanh nghiệp của Nga nó sẽ có lợi thế rất mạnh, rất lớn so với mình. Có hai ông Nga đang ở đấy rồi. Thì mình đánh nhau với nó là mệt. Mình lại không thể hiểu rõ thung thổ của cái địa bàn đấy bằng cái thằng Nga. Đấy, thì mình đối đầu với bọn đấy là mình hơi khoai. Cho nên là cái đấy phải nghiên cứu kỹ.
cấm. Alo. Kính thưa anh Vượng, kính thưa các anh các chị này, thì hôm nay thì được nói chuyện, được nghe anh Vượng nói chuyện, tôi thì cũng nghe anh Vượng nhiều, nhưng đúng là chưa có dịp được gặp anh Vượng nói chuyện, anh Hùng nói chuyện anh Vượng nhiều. Thì hôm nay cái cảm giác đầu tiên mà tôi được nói chuyện, nghe anh nói chuyện thì tôi hơi hơi thèm được giống anh, được như anh. Tôi nghĩ này, bọn tôi hiện nay, chút nữa tôi sẽ nói đến câu chuyện như anh Hùng nói đầu tiên là dù sao thì các anh cũng là tư nhân mà tôi là nhà nước, chút nữa tôi sẽ nói nhà nước khổ như nào. Đấy. Nhưng mà việc đầu tiên thì tôi nói là chúng tôi nghĩ là chúng tôi, tuy rằng chúng đến giờ phút này là Viettel cũng to như thế, mà tôi nghĩ là mình cũng hơi hơi thông minh đấy. Thế nhưng mà được như anh Vượng mà dám làm tư nhân anh Vượng thì tôi cũng chưa dám đâu. Đấy, chắc là vẫn đang núp dưới doanh nghiệp nhà nước thôi. Đấy. Nếu mà bây giờ mà tôi không được quyền làm viễn thông của tôi mạnh dạn lắm mà chắc đến anh Vượng việc làm thôi, chứ không dám đóng vai anh Vượng mà là dám bỏ tiền của mình ra đầu tư. Đấy, chúng tôi kém cái chuyện đấy. Nói đùa thôi, nhưng mà nói chung ấy thì đấy, cái câu chuyện đầu tiên bây giờ hôm nay ấy, là nghe anh nói chuyện ấy thì mình cũng vẫn có cái chuyện là tư nhân và khác nhà nước như nào. Mấy thời gian trước đây thì cái gọi là cái có cái kênh là New Asia đến phỏng vấn tôi ấy, là tại sao Việt Nam lại Viettel làm như thế. Tôi cũng chém bừa là chúng tôi là nghiệp nhà nước nhưng mà tôi làm như tư nhân. Nghe thì hay, chẳng biết tư nhân làm nào cả, hôm nay nghe biết anh làm thế nào. Thì thứ nhất là cảm ơn anh là hôm nay sau cái vụ chém đấy thì hôm nay mai cái bốc phét hơn là tư nhân làm thế nào hay thế. Thì đấy, chúng tôi thì là đúng là cái chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước ấy, cho nên là tuy rằng người ta nói doanh nghiệp nhà nước là rất nhiều những cái là thuận lợi, tuy nhiên là cũng rất nhiều những cái ràng buộc. Đấy, cái như anh nói đấy là anh làm không chém luôn. Đấy, chúng tôi không khó làm cái chuyện đấy. Đấy, vừa rồi nghe Hà Thành giới thiệu tôi là bí thư đảng ủy, chắc nghe trong bên công ty anh thì nghe lạ lạ đúng không? Bên này cũng có đảng ủy nhá. Nhưng vai trò đảng ủy của tôi là cố gắng làm sao để cái Viettel này nó không giống tư nhân lắm. Để làm cái gì giống tư nhân lại hơi sai một tí. Đấy, tính tóm lại như vậy. Cho nên là tôi nghĩ là đấy, vì chúng tôi là như thế, nhưng tôi đúng là không có quyền như anh. Đấy, vậy dù sao nói khăn thẳng ra là anh dù sao anh vẫn quan điểm anh nghĩ với những nhân viên của mình là anh là người đi thuê và họ người làm thuê. Là anh có quyền những cái nó mạnh hơn. Thế đúng là chúng tôi là cũng vẫn vướng cái chuyện đấy. Làm gì phát là bắt đầu họp đảng ủy ngay. Đấy, nói như vậy. Là coi như là phải quyết định tập thể. Đấy, kiểu như vậy. Thế còn cho nên là chúng tôi vẫn cũng muốn là dạ, anh làm tư nhân lâu nhưng anh chắc là cũng biết cái tình hình doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi tự nhận là chúng tôi là một trong công ty tốt nhất của doanh nghiệp nhà nước. Nhưng so tư nhân chúng tôi chưa là cái gì. Khẳng định luôn. Đấy, cho nên hiện nay chúng tôi vừa rồi đã thử một số cái việc làm ngoài viễn thông, nhưng đến giờ phút này đều nói là chưa thành công, bởi vì vẫn nhận ra một điều là chúng tôi đã làm những cái việc mà chỉ có doanh nghiệp nhà nước có lợi thế thôi, còn những cái gì mà làm ví dụ như là vừa rồi là bán lẻ hay gì đấy chẳng hạn, rồi là mà tư nhân người ta làm tốt hơn thì chúng tôi không thành công được. Đấy, tôi nghĩ là như vậy. Thì cũng mong muốn anh chia sẻ thêm là thì việc chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước, anh như thế có khuyên mà tôi thêm cái gì không để chúng tôi có thể thành công như là những cái lĩnh vực khác, kiểu như vậy. Còn về với anh thì tôi cũng có hai cái đề nghị với anh, với lời khuyên tí thôi. Thứ nhất là anh có nói rất nhiều về mấy thằng Tây, nhưng mà thằng Tây ấy thì là anh đang nói về những thằng Tây là thằng Tây quản lý, thằng Tây làm thuê. Nhưng anh nghĩ, tôi nghĩ anh có, anh gặp những thằng Tây chủ ấy thì chắc cũng học được nó nhiều đấy. Gặp được chủ Microsoft, chắc là chủ Facebook, gặp được Warren Buffett, tôi nghĩ là cũng học nó nhiều đấy, chứ không phải là mấy thằng Tây quản lý đâu. Tại mấy thằng Tây quản lý thì nó chỉ là học, nó chỉ làm đúng cái gì là yêu cầu đó thôi và phải đúng chuẩn. Thế còn cái mà nó quyết như anh ấy thì phải gặp mấy thằng kia. Thì tôi nghĩ là anh cũng nếu mà có dịp anh cũng nên gặp bọn ý và tôi cái học khá nhiều. Thế còn cái việc thứ hai ấy, là anh đã có chiến lược đi đầu tư nước ngoài ấy, thì tôi khuyên anh đừng làm Mỹ, châu Âu vội, mà tốt nhất anh đi làm Myanmar và mấy nước kiểu như Myanmar, anh sẽ thành công hơn rất nhiều. Bên đấy, tại tôi là người đi chịu trách nhiệm về quản lý về đầu tư quốc tế mà. Tôi cũng đi 100 nước trên thế giới nữa rồi. Thì tôi nghĩ là coi như là những nước như thế hiện nay đang rất cần những cái dịch vụ và rất cần những cái khách sạn hơn là Mỹ. Anh bây giờ sang đánh nhau Mỹ luôn thì không ăn thua đâu. Nhưng chắc chắn anh làm ở những nước như là Myanmar, tất nhiên Lào, Campuchia, nếu giả sử Campuchia chẳng hạn, hoặc những nước gần như thế, Nepal chắc chắn anh thành công. Trước sau đó hãy tấn công với thằng Mỹ. Đấy là mấy cái mà phải gọi là tôi góp ý như vậy. Thế còn câu hỏi của tôi ấy là bây giờ anh đang phát triển như thế, thì anh trong lúc đang phát triển như thế, đang trong lúc thành công như thế, thì anh thấy, đã nhìn thấy có cái gì
mà có thể là khó khăn của mình trước mắt, hoặc là cái gì mà nỗi sợ hãi nhất của anh mà anh có thể sẽ gặp phải trong tương lai. Rồi, rồi như vậy. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn những cái lời khuyên của anh. Thực ra ví dụ như là đúng như anh Dũng nói á, cái đội chủ Tây nó cũng khôn danh lắm. Trước ví dụ tôi tiếp cái cậu, một cái ông cũng già, ông chủ của Mango. Cậu cũng bảo là tôi ví dụ như là có giám sát ở 15 nước mà tôi cứ đuổi liên tục. Mà tại sao ông phải đuổi? Bởi vì là các cái nhà máy sản xuất ấy, nó trả cao hơn chúng tôi. Có nghĩa là nhiệm vụ của nó là phải giám sát để cho sản phẩm của Mango nó không bị lỗi. Thế nhưng mà mấy cái thằng nhà máy kia nó trả tiền lót tay ấy còn tốt hơn, cho nên là chúng tôi cứ phải đuổi liên tục. Mà kể cả nó có không biết nó có lấy hay không thì cứ đến giờ là tôi cứ phải thay. Tức là bọn nó cũng nhanh nhạy, nó cũng tóm lại nếu ai mà làm nỗ lực cố gắng ấy, thì nó cũng đều vào cái trạng thái đó cả. Chứ còn đa phần cái bọn Tây, nhất là cái đội làm theo kiểu chuyên nghiệp, thì cái tư duy của nó cực kỳ trì trệ. Không thể trông đợi đội được. Thế còn về cái câu chuyện anh Dũng nói rằng là nỗi sợ hãi hoặc là khó khăn gì ấy, thì thực ra các anh các chị đều biết rồi, chúng ta làm ở Việt Nam thì vô cùng nhiều nỗi sợ hãi và vô cùng nhiều khó khăn. Không thể kể hết được. Đang đi ngoài đường bỗng nhiên có thể bộp cái hòn đá nó rơi vào đầu cũng chết. Đột nhiên có ai đấy khó ở thì cũng chết. Ví dụ như vậy thì những cái nỗi sợ hãi vô hình đấy thì nó là thường xuyên. Mà chúng ta phải tìm cách củng cố cả về câu chuyện pháp lý, cả về câu chuyện xã hội vân vân, để làm sao để nó giảm thiểu được cái đấy thôi, chứ còn không thể được. Nỗi sợ hãi lớn nhất đúng là bây giờ là Vingroup là một doanh nghiệp tư nhân rất lớn trong con mắt của nhiều người. Thế thì như vậy là ở đây chẳng hóa là bọn này ăn trộm ăn cắp được hay sao? Họ đâu có cần quan tâm, đâu cần biết rằng đấy là công sức, đấy là trí tuệ, đấy là cả một cái nỗ lực vô cùng lớn của cả một hệ thống. Chúng tôi có lúc đi vay đến 70.000 tỷ mà trả lãi, ví dụ như các anh tính là chỉ cần 20% thôi, mỗi một năm trả lãi 14.000 tỷ. Thế thì nó mới ra được cái kết quả như thế này chứ. Bởi vì anh biết rất rõ rồi, anh buôn một đồng thì lãi nó khác, anh buôn 1.000 đồng lãi nó khác. Và đến dần dần chúng tôi vượt qua được, và đến bây giờ ví dụ như là cái tổng nợ của Vingroup về đâu đấy khoảng độ 30-40 ngàn, với cái tài sản tăng lên hàng chục lần. Tổng tài sản của Vingroup bây giờ là khoảng độ 150 ngàn. Thì nếu như mà mình không dám chấp nhận cái cuộc chơi như thế thì làm sao mình có được? Nhưng mà không, tại sao trong vòng có 3-4-5 năm thôi mà tài sản tăng đến hàng mấy chục lần? Cũng phải nói như lúc nãy là nhiều khi vẫn phải một ăn một tịt chứ bây giờ làm sao? Có rất nhiều các cái gọi là công việc, nhiều dự án chúng tôi chấp nhận là mua xong vứt đi, mất hàng trăm thậm chí hàng nghìn tỷ. Có những dự án, ví dụ Sài Gòn bây giờ chúng tôi làm đến 10 năm nay rồi, bỏ vào đấy cả mấy nghìn tỷ mà giải phóng bằng mới được khoảng độ 70%. Đấy, khả năng cao là độ 1-2 năm nữa mới xong. Đó là kiểu như thế. Tức là thế thì mình đền bù từ lúc giá là 180.000 đến bây giờ giá là 1.500.000 một mét vuông, mà vẫn chưa biết nó ở đến cái điểm kết là điểm nào. Thế thì rõ ràng là cái câu chuyện là thành công hay không thành công của từng dự án, thậm chí là từng cái hướng đầu tư của mình ấy, nó đều rất là khó khăn, gọi là vô định. Tất nhiên là mình phải cố gắng, mình nỗ lực làm sao đấy để cho nó nét hơn, và mình phải quản trị được cái rủi ro một cách tổng thể. Thế thôi, tôi tin rằng là với cái tâm của mình như thế, rồi những cái việc mình nỗ lực mình làm cho xã hội, thì chắc chắn là mình có một cái sự ủng hộ rất lớn ở trong xã hội. Và không phải một vị nào đấy khó ở thì có thể làm gì được mình. Đấy. Thế nhưng mà những nỗi sợ đấy là hiện hữu, vẫn thường trực. Mà thì vì thế cho nên là mình phải làm sao để mình vượt qua cái đấy anh ạ. Đấy thực ra nó là cái vấn đề lớn nhất. Chứ còn lại câu chuyện kinh doanh, thực lòng mà nói, chúng tôi chả nhìn thấy vấn đề gì cả. Trong 6 cái lĩnh vực mà hiện nay Vingroup đầu tư,
thì có nông nghiệp là định hướng rất rõ ràng là từ thiện, y tế giáo dục là xã hội. Đấy, còn lại bán lẻ là một cái lĩnh vực gọi là chủ lực, và trong tương lai thì bán lẻ sẽ chiếm khoảng độ 50% cái thị phần của Vingroup. Chúng tôi đang có cái chiến lược, với thậm chí giai đoạn này mình quyết định mở rộng bất chấp tất cả. Tôi có thể mở, hôm trước đang tính là trong năm nay sẽ mở khoảng độ 2.000 cái điểm Vinmart cộng. Và tôi chấp nhận một cái tỷ lệ là khoảng 20-30% sau một năm vứt đi. Đấy. Chỉ là để mình coi như là chớp thời cơ mình phủ hết. Sau đấy các bác Tây vào rồi thì chỉ còn khóc thì sẽ mày cứ mở cạnh tao. Đấy. Và sau khoảng 3 năm nữa thì chúng tôi có kế hoạch là khoảng độ 10.000 cái điểm bán hàng Vinmart cộng. Và khoảng độ 400 cái trung tâm thương mại ở khắp cả nước. Đến bây giờ thì ngoài câu chuyện là do cái mặt bằng ở trong Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nó rất là phức tạp và lâu, lấy một cái kiếm được cái mặt bằng phải khoảng 2 năm. Chúng tôi quyết định là thôi, lại lấy nông thôn bao vây thành thị. Trong chiến lược như của anh Dũng nói, mình ngoánh mấy thằng nhà quê trước, xong rồi mình quay lại mấy cái nước xịn kia sau. Hiện nay chúng tôi có kế hoạch là trong vòng khoảng độ maximum 3 năm sẽ mở 300 cái trung tâm thương mại ở huyện lỵ, tức là mỗi một huyện nào mà có trên 10.000 dân thì mở một cái loại cấp 2, và nếu mà trên 15.000 dân mở một cái cấp 1. Gọi là điển hình đại trà hết luôn, 2 tầng và 3 tầng, xây theo kiểu mô đun, một thiết kế. Đấy, thì mình sẽ làm cực nhanh, và đấy chúng tôi mới bắt đầu khởi xướng cái này khoảng 2-3 tháng thì bây giờ đã khoảng 100 cái mặt bằng rồi. Huyện thì dễ quá, ông nào mời được mình thì coi như là sướng nhảy tưng tưng luôn. Thậm chí là mình mua buôn luôn, tức là nói đặt vấn đề với tỉnh, ví dụ như tỉnh Quảng Ninh. Tôi nói là đấy, tôi biết là có 8 cái huyện chỗ đấy là ok, đề nghị các anh hỗ trợ. Thì tỉnh làm luôn văn bản yêu cầu các huyện là trong vòng 1 tháng phải nộp hết mặt bằng ở đây, tha hồ chọn. Hoặc là ví dụ như là Tây Ninh, ông bí thư ông bảo với tôi là người của Vingroup rồi, bởi vì anh xây cho tôi một cái ở tỉnh này, 4 cái ở huyện này. Thì chúng tôi bây giờ cả lãnh đạo của tỉnh là đi đâu cũng chỉ có khen Vingroup thôi, chúng tôi là người của Vingroup thôi. Bởi vì khi đi về huyện thì họ đang rất mong chờ cái sự đầu tư của mình. Nên là chả khó khăn gì cả, thì từ giờ đến cuối năm là khéo chúng tôi cũng kiếm được 300 mặt bằng. Còn xây cái đấy thì tất nhiên là nó hơi vất vả, vì vùng sâu vùng xa đấy, hôm trước tôi phải họp. Thậm chí là bê tông ở vùng đấy không có, chỉ có trộn tay thôi. Mình bây giờ phải mua mấy chục cái dàn trộn bê tông đến lắp ở khu đó luôn. Xây xong có một cái công trình nhỏ đấy lại tháo dỡ cái trạm trộn mang đi. Rất là vất vả, rất phức tạp, nhưng mà sợ là nếu như mình mà trộn tay ấy, xong rồi người ta bà con đang ăn chơi nhảy múa trên đấy, xong rồi sập đánh dầm một cái thì có mà chết. Đấy thì cái tinh thần nó thế anh ạ. Anh Dũng thì có nói một cái, tức là khi mình đi ra nước ngoài ấy, thì giống như Viettel ấy, là đi ra những cái nước mà họ nghèo hơn mình trước. Thế xong rồi thì từ đấy mình bắt đầu là tiến công những cái nước. Hiện nay thì Viettel bắt đầu có những cái nước mà họ GDP gấp đôi gấp ba mình rồi. Thì tại sao anh Vượng lại chọn ngay vào những cái nước mà đã phát triển rồi, không đi theo cái tuần tự kia? Cho nó nhàn anh ạ. Những chỗ đấy làm nó dễ, lợi nhuận thì rất thấp nhưng mà nó ổn định. Đấy. Và làm thì vô cùng dễ dàng. Ví dụ Singapore thì anh chả phải làm gì hết, ok, đấu giá mua xong cái đấy rồi, chỉ tiêu quy hoạch muốn thay đổi cũng không được. Nó bảo 10 tầng là 10 tầng, 20 tầng là 20 tầng. Đâm ra lúc đấy mình chỉ cần cử một nhân viên cấp bình thường thôi sang là xoay sở được hết. Không có vẻ gì cả, nhà thầu cũng thuê đơn giá rõ ràng, minh bạch. Đâm ra là cái phần quản lý của mình có thể phát triển rất nhanh mà không phải chịu cái rủi ro về quản trị. Đấy. Thì từ ban đầu mình xác định rồi nó chỉ 5% thôi. Nhưng không thể có được cái siêu lợi nhuận. Nhưng mà vấn đề đi ra nước ngoài của Vingroup không định hướng là lợi nhuận, mà định hướng là cắm cờ. Nếu mình cắm vào Myanmar, cắm vào Campuchia và Lào ấy thì không oai lắm. Đã thế mình cắm hẳn vào cái chỗ nào mà chúng nó oai nhất và mình vẫn kinh doanh được cho nó kinh. Thì lúc đấy là anh Dũng thì có nói một cái ý, tức là ông nhà nước, doanh nghiệp nhà nước thì ông nhìn vào ông tư nhân thì ông ấy thấy rất là nhiều các cái cơ chế, rất là nhiều những cái thuận lợi. Thế thì bây giờ anh Vượng là một công ty tư nhân thì anh nhìn các công ty nhà nước như thế nào? Công ty nhà nước trước tiên là rất oai rồi. Ví dụ tổng giám đốc là thiếu tướng, em mới chỉ mong làm thiếu tá không được. Tất nhiên là công ty nhà nước cũng giống như bất cứ công ty nào thôi. Về bản chất, thực ra anh em mình là doanh nghiệp Việt Nam, công ty nhà nước nó cũng gò bó của nó.
Nhưng ngược lại có rất nhiều cái thuận lợi. Còn công ty tư nhân cũng thế thôi. Anh ví dụ anh muốn xây một tòa nhà thì anh phải lên xin bộ, xin sở ban ngành. Bên em y chang. Thế cho nên là còn lại đấy nó là cái sự linh hoạt, nó là cái sự nỗ lực, cái cố gắng sáng tạo của lãnh đạo và cán bộ nhân viên thôi. Còn về gốc nó vẫn thế. Bởi vì cái câu chuyện ví dụ như là anh bị vướng các cái quy định, quy trình thì cũng giống như là doanh nghiệp tư nhân bị vướng bây giờ muốn mở một cái siêu thị mấy chục loại giấy phép. Rất phức tạp. Nhưng không phải đơn giản anh. Thế thì anh đi trình bẩm để anh được phê duyệt một cái thì bên này cũng y chang luôn. Sẽ phải có cái đội hình chuyên đi làm cái câu chuyện đó. Xử lý công việc đấy thôi anh. Còn đầu tư của mình thì đúng là ví dụ như là Vingroup bây giờ nói lại câu chuyện Royal City. Ngày xưa ấy thì tôi quyết định đầu tư Royal City đúng trong vòng một buổi tối. Tức là từ lúc mình có người bảo là đấy có cái thằng Hàn Quốc nó vứt đi đấy. Nó đầu tư cùng với Cơ khí Hà Nội nhưng mà sau bây giờ nó bỏ chạy rồi. Đấy. Ông có thích thì ông nhảy vào. Thế thì mình hỏi han tí xong ok, chơi luôn. Tức là đến sáng ngày hôm sau là đã phi về Thanh Hóa về lãnh đạo của đội đấy là nó đi nghỉ mát. Thế tôi phi tận đến Thanh Hóa luôn, hỏi bác ông có thích làm với Vingroup không? Nó Vingroup quá ngon, chơi luôn. Thế là đến buổi trưa ký nguyên tắc với nhau xong 12 giờ trưa tôi bay về Ukraine. Đúng từ lúc mình nghe là khoảng độ 8 giờ tối cho đến khi mà ký kết xong nguyên tắc thì mình biến là từ 8 giờ tối cho đến khoảng độ 11 giờ trưa. Thì nó nhanh hơn. Có thể có ra được quyết định nhanh hơn, vì nếu mình để chậm biết đâu lại một thằng Hàn Quốc nó khác nó nhảy vào thì sao? Vì ngày xưa chỉ có Tây thôi. Tây là số 1 nhưng mà Tây nó chạy thì các bố đành phải lôi mình vào thôi. Đấy. Thì bây giờ của anh lâu hơn một tí nhưng mà anh xin chắc chắn được. Thực ra thì trong cuộc sống ấy thì mỗi người đều có cái sức mạnh riêng. Tại sao các sức mạnh nó không khác nhau? Là vì mỗi một cái sức mạnh thì nó đều có một gót chân asin hết. Cho nên rằng là vì ông có gót chân asin đấy thì ông lại mạnh ở một cái chỗ chính cái chỗ đấy. Cho nên là các cái tổ chức mà nó khác nhau là nó không thay thế được nhau. Hôm nay thì tôi có họp với anh Minh. Minh mà tổng giám đốc của Đài Truyền hình Trung ương ấy, VTV ấy. Thì trong đó cũng có bàn cái câu chuyện tức là doanh nghiệp to và doanh nghiệp nhỏ. Thì trước đây thì mình cứ nghĩ là doanh nghiệp to thì sẽ đánh được doanh nghiệp nhỏ. Thế nhưng mà thực ra thì đa số là những ông to là chết vì ông nhỏ nhiều hơn. Thế và những ông to mà không chấp nhận cuộc chơi của ông nhỏ thì bị ông nhỏ ông thay. Ý muốn nói rằng là thực ra thì mỗi một cái doanh nghiệp nó đều có những cái gọi là những cái thuận lợi và những cái khó khăn của nó. Đấy, nhưng mà thường ý thì các doanh nghiệp nhà nước thì làm ở những lĩnh vực mà thị trường họ đã làm rất tốt thì sức mạnh của mình ở đấy là không nhiều. Đấy. Thế còn những cái gì mà thị trường họ khó khăn thì nhiều lắm, có thể rằng là quy mô. Đấy, có thể là về mặt dài hạn. Đấy. Thì nếu như mà mình hoặc là có những cái việc mà chưa đủ sức thì ông nhà nước mà ông nhảy vào đấy thì thường thường là cái sức mạnh của ông được thể hiện tốt hơn. Bây giờ các tỉnh nha, nào các tỉnh, trong lúc các tỉnh đang chuẩn bị thì trong này có một cái câu hỏi cũng rất là hay. Sáng nay thì khi mà làm việc với bên Đài Truyền hình Trung ương thì cũng nói những câu chuyện là thôi ông làm tốt cái gì thì ông làm cái đấy. Thế thì mọi người trong này thì cũng nói là Viettel thì có thể làm cho một cái ngôi nhà nó thông minh thông qua viễn thông công nghệ thông tin. Anh Vượng thì xây các cái tòa nhà thì nhanh đẹp. Thế là nó đề nghị là tại sao mà mình không tiến một cái mảnh đất rất là đẹp, xong rồi xây một cái tháp đôi, xong rồi hai cái headquarter đứng gần nhau. Không hiểu anh Vượng nghĩ thế nào. Xây tháp đôi thì không oai. Viettel bây giờ phải một mình một tòa rất là to đẹp hoành tráng. Và Vingroup sau này đến lúc nhiều tiền lên cũng phải làm một tòa riêng. Chả nhẽ lúc đấy bán lại cái tòa đấy cho Viettel. Đấy, mấy năm. Kính thưa anh Vượng thì cái em thì không hỏi đâu. Anh chỉ có một cái lời nhờ như này. Tôi vẫn câu chuyện là làm sao triển khai cái hạ tầng nó nhanh mà nó lại chất lượng. Thì sắp tới thì Viettel thì đến thị trường Myanmar là thị trường thứ 10.
Thì khi mà chúng tôi đến thị trường thứ 9 là thằng Tanzania thì nó vẫn bị lặp lại cái câu chuyện là cái chất lượng xây dựng nó không tốt lên được. Nhưng mặc dù cũng rút kinh nghiệm đủ các loại. Đấy thì khi mà đến thị trường Myanmar thì chúng tôi quyết tâm là cái thị trường mà mình sẽ xây dựng cái mạng lưới tối đa 1 năm. Các cái nơi khác mà quy mô như vậy khoảng 2-3 năm thì bây giờ của tối đa là 1 năm, bởi vì cơ hội thị trường nó không còn nhiều. Mình làm càng nhanh thì nó càng cơ hội. Và chất lượng nó phải, tức là không có cái sai sót. Đấy. Không nói là perfect, nhưng mà nói không có sai sót. Thế thì tôi cũng muốn anh Vượng là cái đầu mối nào mà nó có kinh nghiệm cái việc mà anh nói. Tức là nó đảm bảo được khâu là kiểm soát, cái khâu là thực hiện nhanh nhưng có kiểm soát ấy. Thì xin phép là sẽ có một cái buổi gặp gỡ, học tập kinh nghiệm để chúng tôi xem áp dụng được cái gì cho cái thị trường Myanmar sắp tới hay không. Thì cái đấy thì nhờ anh ngay trong thời gian sớm nhất. Đây là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai thì tôi cũng có một cái suy nghĩ này. Thực ra nói câu chuyện nhà nước và tư nhân ấy, thì tôi thấy Viettel và Vingroup thì hai cái tập đoàn đều mạnh cả, đều mạnh, rất là mạnh. Nhưng cái mạnh của cái sức mạnh chung của tập thể thì nó mạnh, nhưng mà của Vingroup thì tôi nghĩ con người, cái số người giỏi trong Vingroup ấy, mà khi ra khỏi Vingroup nó quẳng ra ngoài xã hội nó sống được ấy, mà nó vẫn mạnh ấy, thì khả năng nhiều hơn Viettel. Thì bọn tôi bị cái trong nhà nước này chủ yếu nó lâu nay phát triển nhanh tốt thì nó có cái thành công rất lớn là do cái lựa chọn công nghệ đúng, rồi là người đứng đầu là lựa chọn cái cách làm đúng, cái chiến lược tốt. Thì còn cái cấp dưới thì nó thiên về cái mệnh lệnh, nó làm theo cái chỉ đạo, tức là cái mệnh lệnh rất là cao và vì thế nó đi nhanh và nó cũng thành công. Nhưng khi ra gặp cái môi trường mà cạnh tranh thì bắt đầu bế tắc. Đấy, khi mà nó đang dễ làm đại trà, cơ hội đang tốt thì làm được, nhưng lúc bắt đầu nó khó rồi thì cái tính sáng tạo, chủ động và cái gọi là kỹ năng để chiến đấu đơn lẻ thì cái đấy có thể là anh mà chia sẻ được ở trong một cái điều kiện khác. Vì hiện nay là khi mà chúng tôi ra thị trường nước ngoài là tìm cái người mà đi ra nước ngoài mà có thể tự chiến đấu được rất là ít. Đấy, tức là nó bắt đầu nó khó khăn. Thì cái đấy thì cũng chắc cũng không chia sẻ hôm nay được, thì cũng có thể một buổi nào đấy xin anh một cái đầu mối học tập thêm kinh nghiệm về cái đấy. Thế còn thứ ba ấy, là về cái chỗ mà dùng sản phẩm của nhau ấy, thì trước thì anh Hùng cũng đã chia sẻ rồi, cũng đã từng là muốn Vingroup là làm cho Viettel một cái tòa nhà trụ sở. Nhưng tôi nghĩ cái đấy thì rất là tốt. Thế nhưng mà nó làm cái câu chuyện lớn, có thể chúng ta không thể bắt đầu ngay được vì nhiều lý do. Thế nhưng mà những cái mà nó nhỏ hơn ấy, thí dụ bây giờ chúng tôi các nước đầu tư thì chưa nước nào có một cái trụ sở cả và bắt đầu làm. Lào là một số nước đang làm. Thế thì những cái khi chỗ mà chúng tôi có đất mà chúng tôi muốn xây trụ sở mà trong cái thẩm quyền chúng tôi tự làm ấy, thì có thể anh ví dụ Timor hiện nay là đang định xây một cái tòa nhà. Đấy, cũng có dòng tiền tốt nó định xây một tòa nhà để làm trụ sở. Thì tôi nghĩ cái nhỏ nhỏ đấy thì hay là ở trong Việt Nam này tôi nghĩ là rất nhiều cái chi nhánh tỉnh. Thực ra bây giờ nhìn cái sản phẩm của anh thì bọn tôi rất là mê. Tức là rất mong muốn là mình ở trong cái tòa nhà mà với cái chất lượng như vậy, nhưng là của mình. Đấy. Thế thì thí dụ như là những việc nhỏ như thế, tỉnh hay là cái cấp một cái trụ sở tỉnh hay cái nhà của một cái công ty. Hiện nay thì các cái tổng ty Viettel chưa ai có tòa nhà riêng cả. Viettel Telecom chưa có, Viettel Global chưa có, Viettel Network chưa có, vân vân. Thì những cái quy mô có cái anh Hùng là có thể mình làm được nó dễ hơn. Đi tìm đất làm cái quy mô nhỏ nó dễ hơn. Còn bây giờ tháp đôi hay những cái kia thì tôi nghĩ là khó. Thế đổi lại, nếu mà anh cho Viettel vào làm một cái hạ tầng của trọn vẹn của một cái khu của anh thì đấy cũng là một cơ hội cho Viettel trưởng thành. Thực ra chúng tôi làm các cái sản phẩm đại trà tốt, nhưng bây giờ làm một cái sản phẩm hoàn chỉnh mà đạt được yêu cầu anh Vượng chấp nhận ý. Mà ông nào làm được cái đấy cũng là thành người đấy. Và cả anh Hùng thế. Cũng chưa giỏi trong cái chuyện là làm một cái khu lớn, một cái khu phức hợp mà trong đấy nó có cả về viễn thông, công nghệ, thông tin, rồi tòa nhà thông minh. Thì nếu như anh mạnh dạn anh giao thì cũng là cơ hội chúng tôi thử thách cho ông nào làm được mà anh Vượng chấp nhận mà dùng được mà khách hàng ông kêu là ông đấy cũng về là cũng nên người đấy. Thì những cái đấy nó thiết thực hơn. Tôi nghĩ là có thể quyết định ngay tại hôm nay được. Đấy, thì tôi bấm mấy hết ạ. Vâng, cảm ơn anh. Cái việc thứ nhất, việc thứ ba thì tôi nghĩ là anh em mình hoàn toàn hỗ trợ nhau được. Bởi vì là cũng giống như tôi đã nói với anh Hùng nhiều lần ấy, tôi rất mong muốn làm sao không chỉ riêng Vingroup Viettel mà là mình các doanh nghiệp Việt Nam mình gắn kết được với nhau mình làm. Đấy, đi đâu mọi người cũng nói là doanh nghiệp Trung Quốc thì nó rất là gắn với nhau, nó hỗ trợ nhau, nó bảo trợ nhau, nó giúp đỡ nhau. Đặc biệt ví dụ doanh nghiệp Hồng Kông bảo là không có doanh nghiệp Hồng Kông phá sản. Vì trong trường hợp nếu như một thằng nó sắp chết thì cả làng sẽ xúm lại để mà gồng gánh cho nó, đỡ chân đỡ tay cho nó để nó không bị chết. Ví dụ như thế thì thôi mình chưa không cần phát triển đến mức độ như vậy, bởi vì cái đấy nó cũng hơi
gọi là không, chưa khả thi. Ít nhất ở mức độ nào đấy mình đoàn kết nhau được, mình hỗ trợ nhau, mình giảm được cái tôi trong mình đi. Vì cái tôi của người doanh nghiệp Việt, các đại gia Việt nó lớn. Rồi hai doanh nghiệp Việt ngồi với nhau chả thế nào chịu nào. Rồi nhà nước thì không nói gì, đây là các đại gia kiểu khác. Nhưng mà ví dụ tôi nói tư nhân ấy, mà kể cả doanh nghiệp vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, đã thấy là không, mình phải làm vua cơ. Chứ lần kia kiểu gì mà bé. Thứ hai nữa là làm kiểu gì thì làm, nhưng mà vẫn ngồi uống rượu với nhau thì uống rượu. Nhưng mà nói chuyện với nhau mà hở ra chỗ nào ngon ngon ấy, thì ông kia sẽ quay về chiến luôn. Thì làm sao mình bỏ qua được những cái đó để mình gom nhau. Bởi vì nếu làm như thế thì không bao giờ mình lớn được. Mọi người chỉ nghĩ đến những ngày thịnh mà không nghĩ đến những ngày suy. Không nghĩ những lúc trái gió trở rời. Mình hoàn toàn có thể là khó khăn. Lúc đấy ai sẽ giúp mình? Nhưng người ta chỉ bảo ok, vì tôi đang ngon thì tôi phải là vua. Còn các ông đang yếu kém quên công đi. Không ai chịu nhường ai. Không ai chấp nhận ai. Thì nếu như thế tôi cho rằng là doanh nghiệp Việt Nam hỏng. Không thể lớn được. Nên là nếu mọi người để ý là Vingroup, kể cả những doanh nghiệp cạnh tranh với mình. Đấy, giống như là Tân Hoàng Minh chẳng hạn, vừa rồi chúng tôi ký hợp tác chiến lược. Mình thấy nó phí. Trong tay người ta có mấy chục cái miếng đất, mấy chục cái dự án. Người ta không làm được. Quá phí. Nếu thêm một cái doanh nghiệp tử tế nữa, có thương hiệu nữa có phải ngon không? Mà quan trọng là khi có một cái doanh nghiệp cạnh tranh đủ tầm, nó cạnh tranh với mình ấy, mình mới khôn lớn được. Còn nếu ở nhà nhất mẹ nhì con, chả có ai để mà đọ, không vui. Mà con không phải không vui được, không lớn được. Thực sự là mình phải có những đối thủ cạnh tranh mạnh thì mình mới phát triển được. Đấy. Sun Group chẳng hạn, đến hôm rồi tôi phải nói với anh Lam, vì anh Lam cũng là bạn tôi bảo tao mà làm cái gì mày cứ đi theo mày làm y cha, có ngày tao đập mày chết. Thế là lúc nói vui thôi. Nhưng rõ ràng bây giờ ấy thì là mày không phải là mày có hai cái gọi là vị thế. Một là bạn tao, hai là kẻ thù cạnh tranh trực tiếp của tao, bởi cái gì tao làm mày cũng làm y cha. Đấy, thế mà phải cân đối lại, bởi vì thôi cạnh tranh thoải mái, vô tư. Nhưng mà tao làm ở chỗ này, mày làm ngay bên cạnh thì chả tao mày đánh nhau. Nếu mày cạnh tranh được nhưng phải khôn ngoan. Tuy nhiên cần gì vẫn giúp. Thì tôi rất hy vọng là Vingroup, rồi Viettel, rồi các doanh nghiệp khác mình sẽ có được cái gì. Mình kết nối với nhau. Thế còn những cái gì mà làm được ấy, thì các vị yên tâm một điều là chúng tôi sẽ hết sức làm. Từ câu chuyện tư vấn để xây thêm này kia. Thế còn cái câu chuyện ví dụ như là cái tòa tháp của Viettel chẳng hạn. Viettel mỗi năm lãi mấy chục nghìn tỷ. Anh Hùng chỉ cần chi tiền phát là có tòa nhà ngay, không vấn đề gì cả. Không phải cân nhắc cái hết ấy. Thích bao nhiêu tầng có bấy nhiêu tầng. Cái câu chuyện đấy là cũng đã bàn rồi đấy. Thì hiện nay thì Viettel thì đang thực sự nói rất muốn có một cái tòa tháp mà cũng gọi là một là cái tổng hành dinh của Viettel. Cái thứ hai tức là cũng muốn làm để một cái dấu ấn cho thành phố nữa. Thì nó liên quan đến cả vị trí nữa. Anh Vượng nói thì là trong tay mình là có rất nhiều vị trí, thì có thể anh Vượng cân nhắc sớm xem là các cái vị trí mà anh có mà đang để trong kho dự trữ chiến lược ấy, thì thành có cái vị trí nào ấy thì thôi, cũng là vì đất nước, là vì nó là biểu trưng của một đất nước, của thành thủ đô mà. Thì Viettel thì hiện nay về mặt nguồn tài chính thì có, thế nhưng mà đúng là một là vị trí. Vừa rồi thì có cái vị trí cũng tương đối đẹp, thế nhưng mà anh Vượng thì cũng hơi tham, nên thành ra là xây nhà chung cư nhiều quá, thành Viettel nó khó quyết. Bây giờ xem trong kho chiến lược còn chỗ nào không. Như Vượng, anh Vượng có cái chỗ nào gần khu phía dưới này cũng được. Em có một khu khoảng 6 hectare ở cạnh cái gì đấy, trung tâm hội nghị quốc gia, thì anh có không? Đường Phạm Hùng. Có phải là chính cái chỗ ấy không? Có phải cái chỗ của anh Tâm không? Chính là chỗ đẹp, của anh Tâm. Chỗ đấy thì đẹp. Chỗ của anh Tâm là 4 hectare, và cạnh cái chỗ của anh Tâm thì còn một cái chỗ 2,2 hectare. Chỗ đấy quá đẹp, chỗ đấy thì Viettel đồng ý luôn. Đây là hai dự án luôn. Giơ hai tay luôn. Thực ra nhưng mà như thế mình phải phân vai như này anh ạ. Bây giờ như này. Vì đất nước thì em sẽ xây thật đẹp. Vì đất nước thì anh trả tiền theo giá thị trường, không cần đắt hơn. Riêng giá thị trường là nhất trí luôn. Không bán đắt hơn nhưng phải trả theo giá không, thị trường. Chắc chắn là theo thị trường, không phải mình hợp tác, nó phải theo thị trường nhé. Chắc chắn là theo thị trường. Thực ra thì Viettel cũng đã bỏ ra mấy năm trời giao cho cái chỗ mà công ty bất động sản đây để gom hai cái dự án làm một. Chỗ đấy thì Viettel biết từ lâu rồi, biết trước cả Vượng cơ. Thế nhưng mà không gom nổi, là vì một ông thì là ông tư nhân Việt Nam thì cũng có thể nói chuyện được, nhưng một ông ấy nó lại là ông Tây mà lại là công ty cổ phần
Đấy, mà nó cũng biết rằng là nếu như mà mình là mình lấy cái 4 hecta này mà lấy 2 hecta kia của nó thì rất đẹp, cho nên nó cũng rất là rền rứ. Nếu mà gộp được hai cái đấy thì quá tuyệt vời. À, nếu thế thì em phải phanh ngay lại, bởi vì là chỉ khoảng độ 2 tháng nữa lại bán chung cư ở chỗ đấy. Thôi, làm headquarter đi, làm ấy đi thôi. Chứ bây giờ một cái doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam đúng không? Thì bây giờ thôi thì trước mắt thì nó đang hàng đầu rồi. Đấy, thế thì mà lại cũng là một cái biểu tượng của đất nước trong cái chuyện trong nước ngoài nước. Mà bây giờ lại xây mấy cái nhà chung cư thì nó lãi to, chắc thế. Thôi, nếu mà anh Vượng thấy rằng là cũng là vì hai bên Viettel trả thị trường mà anh dành toàn bộ cái khu đấy làm office cho Viettel thì rất là vô cùng cảm ơn. Hồ nó nhỏ anh ạ. Cái Viettel ấy hiện nay là như này, có một cái dự án nó ở chỗ nào ấy nhỉ? Anh nói để anh Vượng biết. Anh Vượng hình như gọi là cái gì Sky gì đấy hả? Nhưng nó không liền với cái miếng kia đúng không? Mình có hai miếng nó xa nhau đúng không? À, cũng gần. Thì Viettel định rằng là cái nhà cao cái gọi là cái nhà cao tầng đấy thì sẽ dành cho tất cả các cái đơn vị, thế còn tổng hành dinh thì có thể xây một cái nhà thấp hơn để cho nó không gian đất đai nó rộng hơn một tí. Nhưng cái 6 hecta thì anh quá ngon rồi. Không, bởi vì anh lại ngồi ngay cạnh cái thằng hội nghị quốc gia, tức là không gian nó không có thằng nào không đâu. Chỗ đấy thì đẹp rồi, không. chỗ đấy biết rồi chỗ đấy là mà chỗ đấy như nó trước nó quy hoạch 106 tầng ấy. Không, như ý là thế này này, tức là anh Vượng ở gần đấy thì có hai khu ở bên cạnh, thì nếu như mà mình lấy một cái mình xây cái tháp cao tầng ở đấy cộng với cái này nữa, hai cái năm một thì nó gần nhau hơn, ý là thế, ý thế cũng thế thì đúng không? Nhưng mà sợ là cái mảnh đất cái khu đấy chắc anh Vượng không nhớ đúng không? Bên đấy là đã thấy hồ đang chuẩn bị đào rồi ạ. Và bên em đang làm BT cái hồ đấy. Và thì sẽ hình như đâu đấy trong tháng này cũng phải khởi công này. À thế à? Và thì ông Viettel cũng đang sợ rằng là không có cái hồ đấy thì cái nhà có 14 hecta. À thế à? À thế và lên rất đẹp đấy. Ừ. Mà thôi này. Nhưng nếu mình làm cái nhà thấp tầng thì được cái gì? Không, làm cái như mình đang làm đấy. Cao tầng thì làm bên 6 hecta. Không, là cái nhà đấy thì chỉ có mấy trăm người ngồi thôi. À, thế xong thì xây cái nhà chính của mình sẽ xây ở cái chỗ mà anh Vượng nói 6 hecta, chỗ đấy thì đáng để làm, chỗ đấy thì đẹp. Nếu gộp được hai cái đấy thì phải nói là, còn mà nếu mà bên Vingroup mà đã gộp được hai cái đấy là một thì phải nói là giỏi. Ừ. Thì đã gộp rồi. À đây à. Đấy là một tin rất là tốt cho Viettel đấy. anh Nam anh có nói đến hai ý mà anh Nam định bảo là chia sẻ riêng, nhưng mà tôi nghĩ rằng anh Vượng có thể chia sẻ được, thì cái đấy là cái Viettel cũng rất là một ý, là cái sinh ra các ông Vượng phải. Viettel bây giờ thì cũng gặp một cái khó khăn ý, tức là bây giờ đi ra mỗi nước thì cũng cần một người tương đối toàn diện. Đấy, thứ hai là rồi cũng có khá nhiều các cái đơn vị độc lập mà đều là những cái đơn vị mấy chục nghìn tỷ cả. Đó. Thì tóm lại rằng cái câu chuyện phải sinh ra các ông Vượng phải đấy thì ở đây xem là Vingroup thì giải cái câu chuyện như thế nào. Đó. Chắc là cũng là một trong những cái việc mà khó khăn. Cái thứ hai thì liên quan đến xây dựng. Đấy thì cách nào mà anh Vượng làm được cái việc là tất cả các công trình của anh chất lượng xây dựng đều tốt. Viettel thì xây thì không phải là các cái nhà to, nó chỉ là xây những cái khá đơn giản thôi. Thế nhưng mà rồi cuối cùng vẫn mắc cái câu chuyện chất lượng không được tốt, nhất là khi đi ra nước ngoài. Thì hai cái đấy mà anh Vượng mà chia sẻ được, vì hiện nay có cả các cái công ty ở nước ngoài, các cái chi nhánh họ cũng đang gặp những vấn đề tương tự như thế. Trước hết nói về cái vấn đề nhân sự thì sau một hồi gọi là tích cực tuyển dụng thì chúng tôi cho rằng là mình quay lại với cái nhân sự gốc của mình. Mà bây giờ mình phải tạo nguồn cán bộ ở các cấp thôi. Cứ phải đẩy nhau lên thôi. Bởi vì cái gốc lớn nhất ấy là đấy là những con người đã phù hợp với cái văn hóa của mình, phù hợp với cách làm của mình. Anh có thể tuyển được một người rất giỏi vào, nhưng mà bây giờ anh đào tạo lại họ để họ phù hợp với mình, rất là mệt. Đấy, cũng không và cái xác suất thành công không cao lắm. Đấy, thì tốt nhất là mình bắt đầu từ câu chuyện là ông đang làm trưởng phòng thì cố gắng đào tạo để làm phó tổng, ông phó tổng thì thành tổng, ví dụ như thế. Và cái cách làm ấy là bây giờ các cán bộ lãnh đạo phải nai lưng ra đào tạo thôi. Bởi vì dù muốn hay không muốn ấy, thì cái văn hóa của một hệ thống
nó là theo cái định hướng của người đứng đầu. Rộng hơn ra nó là cái văn hóa định hướng của một nhóm người đứng đầu, không thể khác được. Thế thì mình muốn truyền tải cái văn hóa đấy xuống thì buộc mình phải đào tạo, buộc mình phải trực tiếp kèm cặp đòi hỏi thì mới nhân bản được. Chứ nếu không thì không bao giờ ổn được. Vingroup sau một thời gian rất dài đi ra thì bây giờ lại quay trở lại là Vingroup học tập, quay trở lại là chương trình quy hoạch và đào tạo cán bộ nguồn. Tất nhiên là nói về mặt chỗ này là cái chỗ mà khác biệt giữa tư nhân với nhà nước. Ví dụ như là tôi có thể bổ nhiệm một cái anh đang chỉ làm nhân viên quèn lên làm giám đốc chẳng hạn như vậy. Thế thì chỗ của anh sẽ nói hơi khó hơn một tí. Cũng Viettel thì cũng thành công là do một ông nhân viên quèn lên làm giám đốc đấy. Cái đấy thì thực ra thì mình nói là nhà nước nó có những hạn chế thì có thể về mặt thủ tục thôi. Nhưng mà về nguyên tắc ấy, nó đưa một ông nhân viên, tức là tóm lại cũng có thể làm được những việc như vậy. Thì bởi vì là cũng giống như câu chuyện đầu tư thôi. Thì đây là câu chuyện đầu tư của con người. Ta không thể nói chắc chắn là nó sẽ thành công 100% được. Nhiều người có thể là nói rất hay, hoặc là ở một quy mô nhỏ họ làm rất tốt, nhưng mà khi đến quy mô lớn họ không làm được. Thì ta phải gọi là dũng cảm hay là liều. Rồi ta phải kèm cặp, ta phải hỗ trợ, ta phải thúc đẩy, ta phải đòi hỏi. Rồi ta phải chỉ đường, chỉ lối cho họ thôi. Thế còn ai thì cũng mong muốn là phát triển. Đấy. Và cái quan trọng là ta phải tạo ra cái động lực. Ngày xưa khi mà Vingroup có mãi một vị trí chẳng hạn, không có 3-4 người nhòm vào thì thấy thong thả lắm. Nhưng đến lúc mà phải có một cạnh tranh, áp lực cạnh tranh, ông nào không làm được là tôi mời ông ra. Ông tránh ra cho người khác vào làm. Thì lúc đấy nó khác. Thì bây giờ mình phải chấp nhận là mình đào tạo nhé. Chỉ có đào tạo thôi, thì cái quan điểm của tôi là sau khoảng độ maximum là 3 năm nữa là mình tự cung tự cấp được cán bộ lãnh đạo các cấp luôn. Ví dụ như bây giờ đến cái cấp thấp là tổng quản lý của khách sạn chẳng hạn, là mình sẽ cái quy hoạch đào tạo khoảng 100 người. Trong khi nhu cầu mình cứ tính là 1 ăn 5, tức là 5 người mới lấy được 1 người. Thế thì mình sau khoảng 5 rưỡi, 2 năm nữa là mình có 20 GM xịn. Hoặc là ví dụ như là bên chỗ Vinmart bây giờ ấy, nếu có 300 giám đốc siêu thị cộng với cả 10.000 cửa hàng trưởng, cái cửa hàng Vinmart cộng, thì bây giờ là sẽ đào tạo đại trà mỗi một tháng ấy, vặt ra khoảng 200 người từ những cái trưởng ngành hàng, hoặc là thậm chí là chỉ là cán bộ quản lý cấp tổ thôi, nhưng mà có bằng cấp hoặc là nhìn mặt mũi sáng sủa nhanh nhẹn, là ta cứ gom khoảng 200 người để ta đào tạo, thế nào cũng được khoảng 50 giám đốc. Với cái tốc độ này thì mỗi tháng sẽ phải bổ nhiệm mấy chục giám đốc. Thế còn nếu mà gọi là cửa hàng trưởng thì phải bổ nhiệm cả mấy trăm người một tháng. Và mình cũng phải chấp nhận mạo hiểm. Ví dụ như ngay vừa rồi đấy, Vinpro cộng cửa hàng điện máy đấy, cái đợt Euro này cũng đã có thằng cửa hàng trưởng coi như là bán sạch cửa hàng mang đi cá độ. Cũng phạt được hơn tỷ ấy. Ông cái ngày nào ông cũng mang máy đi, ông cứ sửa rồi thì tiền ông cứ giả vờ máy tính hỏng, ông kẹt 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 tuần ông qua đường tỷ, thế sao? Thì cũng phải chấp nhận đấy. Tức là cái bài toán ở đây là bài toán xác suất. Quan điểm của tôi, nếu như ta đào tạo 100 người thì bét ra ta cũng phải được 20 người. Mà ta chấp nhận cái xác suất đấy, cũng đừng có đặt ra mục tiêu lớn hơn, khó khăn hơn rồi nó lại thất vọng. Muốn đào tạo 100 mà phải được 80-90 thì nó không khả thi. Đấy. Còn câu chuyện thứ hai là về cái chất lượng xây dựng ấy, thì cơ bản nó vẫn là cái bài toán tổ chức và quản lý thôi. Và cơ chế. Đây, vừa xong với cái đội xây dựng này, tôi đang chuẩn bị đưa ra cơ chế là kể cả nghiệm thu nội bộ, cứ mỗi một lỗi nhỏ là 1 triệu và lỗi lớn là 5 triệu. Tôi bây giờ không phạt cá nhân, phạt cá nhân lấy tiền nó đau xót lắm. Tôi phạt công ty đấy. Công ty là công ty nào? Công ty quản lý xây đây có Vingroup ngày xưa là có 7 công ty quản lý xây dựng. Nhưng bây giờ sau một hồi thì sáp nhập lại còn 3 công ty quản lý xây dựng. À, tức là quản lý xây dựng là mình tổ chức thành một công ty. Thành một công ty luôn. À. Trong đó bao gồm có các bộ phận giám sát tại công trường, kiểm soát thiết kế, kiểm soát kinh tế và kiểm soát chất lượng. Đấy, thường nó có 4 cái như thế. Thế thì nó đi theo cái cơ chế thị trường, tức là khoán luôn. Bây giờ tôi đang thuê một thằng Tây. Ví dụ như ở trong cái nhà 81 tầng là thuê cái thằng Mace của Anh, Atelier của Pháp. Cái này thì xin hỏi anh Vượng ấy, là tại sao mình không thuê công ty bên ngoài họ giám sát chất lượng công trình mà mình lại dùng công ty của mình? Mình vẫn thuê nhưng mình vẫn phải quản kiểm soát nó. Bởi ví dụ như là đấy, ở trong cái phần Tân Cảng vừa rồi ấy, là mình phải đuổi mất một nửa cái sản lượng của một thằng công ty của Úc.
khi mà lớn con không quản nổi, không kiểm soát nổi. Công ty xây dựng hay công ty quản lý? Công ty quản lý xây dựng. Thế là bây giờ mình có công ty quản lý xây dựng của mình, là quản lý các công ty tư vấn và giám sát của nước ngoài. Thì nó có cơ chế, ví dụ như là thằng Atelier của Pháp, nó quản lý các cái tòa Central Park, khoảng mười mấy tòa trong đó. Thì cái phí của nó là khoảng độ 1,64% trên tổng công trình. Đấy. Thế thì ông quản lý xây dựng này sẽ được 0,2% để kiểm soát nó. Nó có khoảng độ 200 giám sát, còn mình thì có khoảng độ 20 người để mình giám sát cái bọn giám sát đấy thôi. Thường là khi mình đi thuê một công ty giám sát công trình thì mình trả khoảng 0,2% à? Không ạ, cái đấy là nội bộ của mình thôi. À, nội bộ là 0,2. Còn nếu với thằng bên ngoài ấy, thì thằng Tây là 1,6. À, 1,6. Thằng ta 1,64, thằng ta thì ít hơn. Thế thì các công ty của nội bộ tôi cũng cho cơ chế như thằng Tây. Tóm lại là ông làm, à không, xin lỗi, trong 3 năm đầu, bởi vì trước đây ấy, là các công ty quản lý xây dựng là cơ chế bao cấp. Nên là các ông cứ thực chi bao nhiêu thì các ông nhận bấy nhiêu. Còn bây giờ tôi khoán luôn là 3 năm đầu để cho ông tiến hóa, cho ông hẳn phí là 2%. Đấy, thằng Tây 1,64, nhưng mà thằng ta nội bộ 2%. Tức là ví dụ như xây một công trình khoảng 20.000 tỷ thì ông được 400 tỷ. Thì 400 tỷ các ông lấy chia nhau. Thế thì bây giờ ấy, tôi phạt vào cái 400 tỷ đó. Tất tần tật nó có các cái khoản luôn. Nhưng mà này nhá, mình thì có cái công ty của mình kiểm giám sát ông kia. Thế nhưng mà mình phát hiện lỗi bằng cách nào? Ai là sẽ người phát lỗi của cái công ty của mình nhé? Nó tầng tầng lớp lớp anh. Trước tiên ấy là cái thằng giám sát đấy thì nó lại không phải là thằng làm, nó là giám sát nhà thầu xây dựng. Nên buộc nó phải phát hiện ra lỗi. Trong hợp đồng mình ghi rất rõ, tôi đến mà kiểm tra, tức là cái đội công ty của mình đến mà kiểm tra mà phát hiện được sai quy trình. Đấy, buộc thép sai chẳng hạn như vậy, vệ sinh bẩn, mất an toàn chẳng hạn, thì nó có mức phạt từ 5.000 đô cho đến bao nhiêu đấy, hình như là mức cao nhất là 50.000 đô hay sao ấy. Thì đấy là phạt một lỗi xây dựng. Đấy là không, đấy là phạt thằng quản lý xây dựng nước ngoài và cái thằng công ty giám sát ấy. À, tức là cái công ty quản lý giám sát của mình thì phạt cái ông công ty giám sát nước ngoài. Vâng. À. Thế còn mình ấy, cái công ty đấy ấy, cái công ty xây dựng, ví dụ xây dựng Vincom xây dựng này, thì sẽ bị tập đoàn phạt nếu phát hiện. Mình có thanh tra nội bộ này, hoặc là bất cứ lúc nào đấy nguồn tin trên giờ dưới biển xuống mà kiểm tra thấy nó sai cái gì đấy. Hoặc là ví dụ như là ông chậm mỗi một ngày thì tôi phạt ông 0,01%. Đấy, ông để một vụ tai nạn chẳng hạn như vậy mà xảy ra, ông sẽ bị phạt 100 triệu. Ông để mất vệ sinh thì ông bị phạt này kia, thì quản lý bây khỏe lắm. Bởi vì phạt có phạt ai cụ thể đâu, phạt cả công ty đấy, tức là lúc đấy vô hình chung mình đã biến cái ông tổng giám đốc đấy thành ông chủ. Ông chi tiêu làm sao đấy trong vòng 400 tỷ đấy, có lãi thì có ông chia nhau. Còn không có lãi thì công nhân nó đến giám sát đến nó đốt nhà ông. Vì mình không có lương. Tức là cả công ty đấy nhà nhà người người đều làm chủ hết. Nôm na nó gọi là khoán sản phẩm anh ạ. À, thế thôi, còn lại cái tiêu chuẩn của mình rất rõ ràng rồi. Đấy là cái bước bước gọi là nghiệm thu ban đầu, còn sau này ấy, lại còn nghiệm thu nội bộ. Các cái công ty nội bộ nó sẽ nghiệm thu, ví dụ như ông Vinhome là người đặt hàng cái ông quản lý xây dựng để xây cái tòa nhà đó. Thì cái đội chăm sóc khách hàng và giám sát chất lượng của Vinhome nó sẽ đến nghiệm thu cái tòa nhà đó. Đấy, thì kể cả nghiệm thu nội bộ bây giờ cũng 1 triệu hoặc 5 triệu thì mức độ gọi là nghiêm trọng cho một lỗi. Một tòa nhà bị có 1.000 lỗi là chơi mấy tỷ. Cái này là mình cũng nên rất là nên học anh Vượng đấy. Hiện nay thì mình Viettel là có xu thế là phạt thẳng vào người lao động. Không nên phạt vào cái tổ chức đấy. Thí dụ như phạt vào cái công ty nước ngoài đấy, hoặc là phạt vào cái huyện đấy, hoặc là chi nhánh đấy. Cái đấy nó hay hơn rất là nhiều, mà đúng là mình đỡ đau lòng đấy. Khi mà trực tiếp vào một người lao động thực ra là cũng rất là đau lòng. Cái thứ hai nữa là cái bài toán của anh Vượng chia sẻ là Nam học được ngay. Tức là một là có công ty xây dựng thì chọn cái công ty cho tốt. Cái thứ hai là kiểu gì cũng phải có một cái công ty giám sát cái quá trình xây dựng đấy. Thế và có lẽ là Viettel phải lập lại cái công ty mà giám sát, thì cứ ông này giám sát ông kia. Thế còn thực ra thì câu chuyện ở Tanzania hay các nước khác này thì tự mình làm, tự mình nghiệm thu thì nó thế đấy mà. Ông Viettel là rất kinh, ông Viettel là ông linh hoạt đến mức là ông ấy tự làm xong ông ấy tự giám sát và ông tự nghiệm thu luôn. Đấy. Cái đấy là tinh thần khởi nghiệp đấy. Tinh thần khởi nghiệp. Cái group ngày xưa thế đấy. À đấy à. Rồi cả làng xong tự đi ra nghiệm thu, mà nếu bẩn thì tự xông vào quét thôi chả có gì. Đấy, thế thì Viettel là vì nhưng mà học hơi chậm.
Thực ra ông Việt Tên thì học hơi chậm, đi ra nước ngoài cũng được gần chục năm rồi, làm cũng được 9 nước rồi. Thế nhưng mà cứ vẫn cứ cái bài đấy thôi, tự làm xong rồi tự nghiệm thu, thế thì nó thế thôi. Cuối cùng nó cũng chẳng phạt được ai, là vì người quân đã tạc, quân đã cả mà. Ông phạt thì nó vẫn phải phạt cả công ty và phạt cả cá nhân. À không, vì cái công ty đấy, công ty đấy họ sẽ làm đến cá nhân, vâng, đúng không? Cho nó khỏi, cho đảm bảo công bằng. À. Bởi vì ai mà vi phạm kỷ luật thì người đấy phải bị phạt hoặc cắt thưởng. Còn ai làm tốt thì nó phải được thưởng, tức là nó thành cái như kiểu cái hồ sơ của từng người rồi. Đến cuối cùng, ok, công trình này lãi được 100 tỷ, thì ai được hưởng nhiều, ai hưởng ít. Ai đóng góp nhiều thì người phải hưởng nhiều. Đấy, tức là cái gốc về quản trị nhân sự của Vingroup ấy là hướng đến câu chuyện công bằng. Đấy. Cái này thì chỗ mà Nam nước ngoài thì bên này chỗ mà chỗ viễn thông trong nước ấy, thì cũng có thể thấy là thực ra thì mình đi thuê các công ty giám sát nó cũng chỉ có 1% thôi, xong rồi thêm cái phần mình nữa thì thêm 0.5%, cứ cho hẳn 2% đi, nhưng mà nó sẽ làm cho các cái chất lượng rất là tốt. Mình ấy, vừa rồi tự làm rồi lại tự giám sát rồi tự kiểm tra rồi tự nghiệm thu, có khi mất đến hàng chục mấy chục phần trăm ấy, như giờ hơi thì những cái đấy là anh nghĩ là lỗi rất là basic thì sửa. Ở đây mà mọi người có một cái câu hỏi mà tôi nhìn tôi cũng thấy ấy, tức là cán bộ mà lãnh đạo của Vingroup toàn nữ nhiều. Thế lúc tôi gặp mấy bạn nữ của Vingroup tôi nghĩ là bố này chắc kém, bắt nạt phụ nữ nó dễ mà. Có phải thế không? Thực ra thì nhiều hay ít ấy là nó do cái khái niệm anh ạ. Và nó xác định trên cái cơ sở là nhu cầu. Nói thế là mọi người khó hiểu rồi đấy. Thấy hấp dẫn. Cái vấn đề là cái tổ chức của Vingroup nó là một cái mô hình holding. Ở dưới cái bộ máy của tập đoàn thì nó là các cái P&L. Thế thì những cái công việc mà đòi hỏi đàn ông làm thì Vingroup đều là do đàn ông làm. Còn cái việc gì mà đòi hỏi hay nói khác là phụ nữ có cái thế mạnh tốt hơn thì phụ nữ làm. Ví dụ như là phụ trách về an ninh là đàn ông, đối ngoại là đàn ông, xây dựng là đàn ông, đối ngoại gọi là phát triển dự án cũng là đàn ông. Thế nhưng mà kinh doanh chẳng hạn, hay là tổng giám đốc của Vingroup không phải là tổng giám đốc như kiểu một công ty của Viettel, tức là anh phải làm hết tất cả các việc. Một công ty của Vingroup chỉ làm một số mảng thôi. Đấy, ví dụ như là xây dựng ông không cần làm, ông chỉ cần đưa yêu cầu tôi cần xây cái tòa này, đến ngày này tôi phải xong. Hết. Đi yêu cầu phụ nữ đi yêu cầu tốt hơn, đòi hỏi phụ nữ đòi hỏi tốt hơn anh em mình. Thế rồi ấy thì ví dụ tài chính, kế toán, pháp lý, đúng không? Rồi thì là kinh doanh, vân vân, thì những cái đấy là thế mạnh của phụ nữ. Cho nên đương nhiên là những cái vị trí đó thì bao giờ chúng tôi cũng bổ nhiệm phụ nữ. Còn một cái điểm thứ hai nữa mà cũng không thể phủ nhận được, đấy là phụ nữ ổn định hơn và chăm chỉ hơn, chỉn chu hơn anh em chúng ta. Nên là ở những cái cương vị mà quản trị như là các cấp phó hoặc là các cái nhà quản trị thì rõ ràng là nữ tốt hơn. Nên vì thế cho nên là ở Vingroup thì nam nữ gì đều đúng, đều đủ vào các cái vị trí cần của mình. Tôi chả bổ nhiệm cái vị nữ nào vào cái vị trí công việc của nam. Hoặc ngược lại thì nam cũng khó mà giành được một chân của nữ. Nhưng mà nhìn ra thấy thì thấy tỷ lệ chắc là bên Vingroup là những cái việc mà có nhu cầu nữ thì cao hơn đúng không? Trong cái lớp lãnh đạo. Chưa kể đàn ông Vingroup xịn nữa, một đòn chết 7. Tức là như thế nào? Tức là một người có thể lãnh đạo được 7 người chẳng hạn, thế phụ nữ. Một đàn ông của Vingroup là có thể lãnh đạo được 7 phụ nữ trở lên. À. Rồi anh em mình mặc dù là chắc là thời gian thì cũng đã quá rồi, nhưng mà chắc là sẽ xin anh Vượng thêm một câu hỏi nữa. Thì là các đầu cầu nè. Hoặc là tỉnh, các tỉnh ở thị trường nước ngoài. Mozambique thì có một tỉnh nào đấy không? Một tỉnh xa xôi của Mozambique sao nào? Để cho anh Vượng nhìn thấy một cái văn phòng của mình ở tận Mozambique, ở tận một cái tỉnh. Tôi nghĩ đồng chí Quang đi xa đặt câu hỏi tổng giám đốc của tập đoàn Vingroup.
Em lấy một tỉnh ở Mozambique cho này. Báo cáo tổng giám đốc. Đó, báo cáo tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng. Rồi em giới thiệu qua về cái tỉnh của em một chút để cho mọi người. Dạ vâng. Báo cáo tổng giám đốc của anh Vượng thì là tỉnh em là tỉnh ở Lia Sa, là tỉnh xa nhất của Mozambique và cách thủ đô Maputo là 3.000 km, và diện tích của tỉnh em thì là 122.000 km², tức là bằng khoảng 1/3 của nước Việt Nam mình. Và về dân số thì ở dân số em thì có 101,5 triệu dân, tức là về mật độ dân số ở đây rất là thưa. Tính khoảng cách xuống dưới huyện của em thì cùng bình quân khoảng tầm 300 đến 400 km, xuống đến trạm xa nhất thì khoảng tầm 600 cây. Tức là về trạm đây là một cái trạm về điều kiện kinh tế của Lia Sa thì rất dạ vâng về điều kiện kinh tế của Lia Sa thì rất là nghèo, tức là người dân thì chỉ có thu nhập khoảng tầm 5 tháng trong năm thôi, còn đâu sau đấy là người ta chủ yếu là dựa vào những cái thu nhập trong cái thời gian mùa vụ, và tức là chỉ chi tiêu trong cái khoản thu nhập đấy. Tức là nói như thế thì các anh có thể hình dung ở bên này thực sự rất là khó khăn. Và em có hỏi gì anh Vượng hôm nay không? Thì cũng được vinh dự là tỉnh. Dạ vâng, hôm nay cũng được vinh dự là tỉnh xa và nghèo nhất của Mozambique, thì em cũng muốn anh Vượng chia sẻ một chút là về cái quá trình mà anh xây dựng cái Vingroup, thì anh có thể sơ lược qua lại để bọn em hình dung cái con đường đi và thành công của anh như thế nào. Mời các anh xin hết. Tức là ông này ông ấy hỏi ông Vượng nhưng mà để ông Vượng PR Vingroup đúng không? cảm ơn em. Em hỏi câu đấy anh nói hết 1 tiếng nữa giờ chết. Thì có thể nói ngắn gọn là cái quá trình hình thành và phát triển của Vingroup là nó không đơn giản. Con đường đi thì không bằng phẳng. Rất là gian khổ. Từ hồi chúng tôi đang là sinh viên ở Moscow. Ví dụ như tôi chẳng hạn hồi đó là cũng phá sản khoảng vài lần. Thế rồi thì là trôi dạt xuống khắc cốp làm ăn, cũng bắt đầu từ câu chuyện đấy lúc nãy đã chia sẻ là mình cũng làm một cái trung tâm thương mại nhỏ nhỏ, gọi là trung tâm thương mại, gọi là nó như cái gọi là ốp hay là ký túc xá hay là cái gì đó kinh doanh kiểu như thế. Dần dần hướng đến các cái công việc nó đầu tư sản xuất nó gọi là bài bản hơn. Bắt đầu là cái câu chuyện mở cái nhà hàng Việt Nam. Sau đó là bắt đầu sản xuất mì. Dần dần ấy, thì cũng có một cái gọi là cơ duyên khi mình đẩy được rất mạnh cái câu chuyện sản xuất cái thực phẩm ăn nhanh. Cái cơ may đó nó giống như là Ukraine bây giờ. Nếu như mà tất nhiên là viễn thông thì nó hơi khác. Tức là toàn bộ xã hội hầu như không còn nền tảng về sản xuất. Tại Ukraine ngày xưa nó là một đất nước công nghiệp, sản xuất thực phẩm hầu như không có gì ngoài câu chuyện lúa mì. Nó còn gì nữa không biết, về cơ bản chắc chỉ có lúa mì. Thì trên cái nền tảng đó ấy, thì cái việc kinh doanh của mình nó rất thuận tiện. Khi mà chúng tôi bán mì chẳng hạn như vậy thì các cái cửa hàng họ chống toang chống hoác luôn, họ còn phải mượn những cái thùng cắt tông của mình để bày lên, hoặc là mượn gói mì của mình bày lên đấy cho đẹp. Thế thì tự nhiên là cả nước quảng cáo cho mình chả mất xu quảng cáo nào hết, đâm ra là cái sản lượng nó cứ tăng khủng khiếp luôn. Trong vòng mấy tháng mình đã đạt được 1 triệu gói đầu tiên. Hôm rồi tôi vừa mới đang xem anh em viết kỷ yếu bảo là đóng được cái thùng mì đầu tiên 72 gói. Xong đến lúc mà có được một khách hàng đến mua buôn được 10 cái thùng mì thì coi như cả phòng kinh doanh đã nhảy cẫng lên rồi. Nhưng mà bán được 720 gói mì. Đấy, thế thì trong vòng có khoảng độ chưa đến chục năm thôi thì cái doanh số lên đến khoảng 150 triệu đô một năm. Thế đến lúc mà tôi cũng thấy là nó cũng chỉ đến thế thôi. Mình có làm mì mãi, mình làm kiểu gì thì nó chỉ đến thế thôi. Thì mình quyết định là thôi mình phải tìm thêm những lĩnh vực khác. Thế thì dần dần bắt đầu mới đầu tư về nước. Đầu tư về nước thì làm cái Vinpearl ở Nha Trang, làm cái Vincom ở Hà Nội. Nhưng mà nghĩ là như thế này cũng là to lắm rồi. Hồi tôi về người ta dọa tôi đủ thứ luôn. Nói như nãy chia sẻ với anh Dũng đấy, vì bảo to như này hồi đấy nếu như năm cách đây mười mấy năm thì các anh hình dung là chủ một tòa nhà như thế chỉ có Tây thôi. Người ta mà lại khách sạn 5 sao này kia thì nó bảo nó to nhất Việt Nam rồi, cái này sắp sửa đoàn đến nơi rồi. Cái này tư bản đến thậm chí ấy, là một ông đại sứ ở Ukraine khi về nước bảo có nơi cộng sản nó không yêu người giàu đâu, mày làm từ từ thôi. Đấy. Tức là rất là chú cháu ấy, thân tình nó bảo thế.
Thế thì mình cũng từ từ thì cũng nghỉ một tí. Nhưng mà sau mình bảo thôi thì đằng nào cũng đến thế thôi. Cũng mấy chục năm nữa rồi cũng ra đi thôi. Thì mình làm được cái mình cứ làm. Thế thì chiến đấu cho đến bây giờ thì dần dần nó mới ra những cái hệ thống như này. Đấy thì ngắn gọn nôm na là như thế. Như thế đã được chưa? anh Trung, anh Tống Viết Trung, Phó Tổng Giám đốc phụ trách về công nghệ thông tin của tập đoàn. Tôi thì phụ trách về mảng công nghệ thông tin thì tôi cũng muốn là anh chia sẻ cái kinh nghiệm của anh, bởi vì tôi biết là một số các cái sản phẩm của Vinhome ấy thì hiện tại là có bán với cả một số các cái feature, nghĩa là một số các cái tính năng, ví dụ như là có kèm ngôi nhà thông minh chẳng hạn, smart home chẳng hạn. Thì tôi muốn hỏi là các cái sản phẩm đấy anh bán như thế thì nó có chạy hơn so với các cái sản phẩm khác hay không? Bởi vì chúng tôi cũng có các cái dự án về ngôi nhà thông minh, nhưng mà ở mức độ triển khai thực tế, triển khai ở mức độ quy mô lớn, ở mức độ được thị trường chấp nhận ý, thì thực sự là chúng tôi chưa có những cái kinh nghiệm như vậy. Đấy, cái thứ hai nữa thì lúc nãy anh Nam cũng nói chia sẻ về việc là chúng ta có thể cùng nhau làm các cái dự án về ví dụ thành phố thông minh được hay không. Đấy, thì chúng tôi cũng mong muốn là hai bên nếu mà có thể hợp tác với nhau thì chúng ta có thể xây dựng một cái mô hình tương đối là tương lai một chút. Đấy, để cho mọi người cùng trải nghiệm những các cái dịch vụ hoàn hảo hơn so với những cái gì mà hiện tại đang có. Cảm ơn anh. Có lẽ là anh em mình phải bắt tay vào, xong rồi mình thử một phát, xong mình đưa ra thành cái sản phẩm để mình gọi là ở góc độ nào đấy, như kiểu là hướng dẫn, như kiểu là dạy thị trường người ta quen với câu chuyện đó. Bây giờ có một nhóm rất nhỏ thì có nhu cầu và có thể sử dụng được. Thế còn đại đa số là chưa thích. Nhiều người bảo thôi các ông làm cái nhà nó ngu tí cho bọn tôi nhờ. Thế không thì sau là đi vào nhà không được. Nửa đêm coi như là đèn cứ bật sáng choang lên, cứ tưởng là ma là chết. Rồi ví dụ xin lỗi là ví dụ như mà vợ chồng đi ngủ này, xong rồi ai đấy đứng dậy đi toilet chẳng hạn, là đèn nó sáng choang cả phòng lên thì người còn lại khỏi ngủ. Hoặc là ví dụ như ngày xưa chúng tôi làm cái khách sạn Vinpearl Đà Nẵng là mình làm hoàn toàn theo cái kiểu điều khiển. Thì đang đêm tự nhiên rèm lại mở toang ra, nó chập ở đâu đấy. Thế là một khách khứa sợ gần chết, cứ tưởng ma. Kiểu gì mà chả có động đậy gì, rèm lại mở ra, xong đèn lại bật lên, rõ ràng là ma chứ làm sao mà thông minh với cả không biết gì, phức tạp. Nên là cái đấy nó là một quá trình gọi là tiến hóa nhỉ. Nhưng có lẽ là mình cứ làm, và ai thích thì người ta chọn, còn không thích thì thôi. Nhưng có thể mình sẽ làm nó tiến hóa dần dần từng bước một, chứ không thể thì ủnh phát ra như này đâu, rồi có ngày nó khóc đập mình chết. Thì có lẽ là chiến đấu đấy anh ạ. Em rất hiểu đi.
Okay, được, thế tốt quá, cái đấy mình sẽ cùng làm. Mời Tuyết Trinh đứng dậy cái. Anh xin giới thiệu các anh chị, là chị Tuyết Trinh là Phó Tổng Giám đốc phụ trách công nghệ thông tin của Vingroup. Đấy, thì sau này hai bạn liên hệ với nhau. Tóm lại là cứ thử một phát. Và có anh Vượng là cũng hơn 100 câu hỏi. Thế rồi chắc là trong cái lúc mà mọi người nghe thì chắc là trong đầu cũng nảy sinh nhiều các cái câu hỏi khác nữa. Nhưng mà anh Vượng thì chắc cũng chỉ trả lời được một phần, nhưng mà cái tinh thần của anh Vượng thế rồi của Vingroup thì chắc là cũng thể hiện được nhiều rồi. Thế thì vừa rồi là anh Vượng là trả lời các cái câu hỏi cụ thể. Thế có lẽ là anh Vượng cũng có một vài lời nói với lại tất cả người Viettel nhỉ. Vâng, cảm ơn anh Hùng. Thực ra ấy thì biết nói như thế nào để cho nó vừa lòng tất cả mọi người. Tôi thì tôi chỉ có thể nói rằng là tôi rất mong muốn là mỗi một người Việt Nam mình đều cố gắng cái đời này của mình này, cái thế hệ này của mình này, nỗ lực vượt bậc để mình làm sao cho con cháu mình sau này nó có một cuộc sống nó khác chúng ta bây giờ. Cái thời bọn tôi với anh Hùng, thời anh Hùng thì còn đi học những năm trước đấy, chứ còn như thời của tôi là đi học ở Liên Xô những cái năm mà nó Liên Xô cũ nó tan vỡ rồi, tan rã rồi ấy. Thì thực sự là mình cảm nhận được cái nỗi nhục của một cái đất nước nghèo hèn. Và cái người dân ở đấy người ta phải chịu cái sự nhục nhã như thế nào. Và đến bây giờ, đến vừa rồi đây, khi mà tôi có một cái nhóm cán bộ là đi sang Nga chơi,